2 ngày 18-19 tháng 10, đoàn công tác thành viên chính phủ theo quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Ninh Bình về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Trong chương trình làm việc, chiều 18 tháng 10, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tình hình triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường DT482 kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình, dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Cao Sơn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đoàn công tác đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công báo cáo quá trình thực hiện dự án và những khó khăn vướng mắc. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 6.865 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã giao các cơ quan chuyên môn tập trung cao thực hiện các trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định, đẩy nhanh tiến độ lập công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoàn thành trong tháng 9 2023. Chỉ sau khoảng hơn 2 tháng khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, hiện đã lấy ý kiến và đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến của các đơn vị có liên quan. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch điều chỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng do điểm đầu tuyến điều chỉnh từ giao cắt với đường cao tốc Bắc Nam tại nút giao Khánh Hòa - huyện Yên Khánh về nút giao Mai Sơn - huyện Yên Mô làm cơ sở để thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn cung và kiểm soát giá vật liệu xây dựng và đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình các cấp có thẩm quyền xem xét cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường DT482 kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình có quy mô xây dựng 5 tuyến đường với chiều dài khoảng 43,73 km và 7 cầu đi qua 4 huyện, thành phố Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn và thành phố Ninh Bình, tổng mức đầu tư 1.475 tỷ đồng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao được 37,81 trên 41,63 km. Chủ đầu tư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng 2 tuyến DT482B và tuyến DT482G năm 2023. Đến hết năm 2024, thi công hoàn thành 3 tuyến còn lại, đưa vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ. Đến nay, tổng số vốn đã cấp là 1.079,5 trên 1.475 tỷ đồng. Giá trị đã giải ngân đạt 841,7 trên 1.079,5 tỷ đồng, đạt 78%. Đối với dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình, hiện nay đang được triển khai thực hiện cả hai giai đoạn 1 và 2. Hiện nay, dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn xong nhà thầu thi công bảo hiểm. Số vốn đã cấp cho dự án là 50 tỷ đồng, dự kiến khởi công công trình trong tháng 10 2023 và giải ngân hết vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh thi công phấn đấu hoàn thành cả hai giai đoạn trong năm 2024. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công báo cáo, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị đầu tư của tỉnh Ninh Bình. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình, đồng chí yêu cầu tỉnh đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư để trình các cấp có thẩm quyền chuẩn bị chu đáo các điều kiện để sớm triển khai thi công dự án. Đối với việc thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nói chung và các dự án giao thông trong chương trình kiểm tra nói riêng, đồng chí ghi nhận để thực hiện các dự án, Ninh Bình đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành sớm các khâu chuẩn bị, giải phóng mặt bằng cũng như tiến hành thi công. Do vậy đến nay, các dự án cơ bản thực hiện thuận lợi, tiến độ giải ngân dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Bộ trưởng mong rằng tỉnh Ninh Bình tiếp tục phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, trong đó có các dự án giao thông trọng điểm nhằm thực hiện kết nối liên vùng, mở ra dư địa, thu hút đầu tư cho những vùng ven biển còn nhiều khó khăn.